Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Chào mừng tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Phạm Thọ. Thì hôm nay quay trở lại khu đô thị Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì em Thọ đang có một sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ, muốn giới thiệu cho anh chị khách hàng có nhu cầu mua ở hoặc đầu tư có thể tham khảo cái sản phẩm này. Thì vị trí lô đất ngày hôm nay em giới thiệu với anh chị thì được em Thọ đánh dấu bằng mũi tên màu vàng ở trên màn hình. Lô đất này thuộc block C7 trong đại đô thị Cát Tường Phú Hưng anh chị nhé. Và diện tích của nó là ngang 5, chiều sâu là 19m và nằm trên trục đường 16m anh chị nhé. Đường này là con đường N2 và gần cái lô đất này là có một cái công viên rất là lớn cho nhà mình có thể vui chơi tập thể dục nha quý cô chú anh chị. Lô này thì 95m² và nằm ở hướng Bắc. Vị trí này thì mình xây dựng tự do anh chị nhé. Và hiện tại đang được anh chị chủ đất gửi bán với mức giá chỉ có 1 tỷ 020 triệu thôi anh chị ạ. Một mức giá cực kỳ hợp lý cho anh chị khách hàng nào có nhu cầu mua một cái lô đất về để ở hoặc đầu tư, hoặc là đặc biệt anh chị khách hàng nào mà kinh doanh thì có thể tham khảo vị trí này. Tại vì đường này, đường N2 này anh chị này, là nó là đường 16m thông từ đầu tới cuối khu đô thị Cát Tường Phú Hưng, và là đường không có con lươn ở giữa. Cho nên là sau này đấy cô chú anh chị, thì khi mà dân cư đông lên thì trục đường N2 cũng sẽ là trục đường kinh doanh trong khu đô thị Cát Tường Phú Hưng. Và cái con đường N2 này anh chị nhé, thì cũng là con đường mà có cái mức độ tăng giá tốt nhất trong khu đô thị Cát Tường Phú Hưng. Tại vì nó thứ nhất là nó trục đường lớn, thứ hai nó được xây dựng tự do, và thứ ba là nó có sổ sẵn rồi đấy cô chú anh chị. Cho nên là cái tính thanh khoản của trục đường này cực kỳ tốt. Thời điểm thị trường trường sốt nóng đấy cô chú anh chị, thì những cái nền 5 x 19 trên trục đường này cũng giao dịch khoảng 1 tỷ 6 đến 1 tỷ 6 50 cô chú anh chị ạ. Nhưng mà thời điểm này thì thị trường nó xuống giá, cho nên là lô đất này giao dịch chỉ có 1 tỷ 020 thôi. Thì đối với cá nhân em Thọ thấy ấy, thì trong Cát Tường Phú Hưng mà mức giá khoảng quanh quanh khoảng 10 triệu đến 11 triệu một mét vuông đấy cô chú anh chị, thì mình đầu tư cũng rất là êm rồi. Và đặc biệt cái vị trí này cô chú anh chị này, thì theo ý kiến cá nhân của em Thọ anh chị nhé, thì sau này những cái vị trí thuộc block C này và block E phía này cứ dọc theo đường Trường Chinh cô chú anh chị nhé, là sau này nó sẽ là trung tâm của phường Tiến Hưng cô chú anh chị ạ. Nó dọc cái đường Trường Chinh này cô chú anh chị này. Đấy, cô chú anh chị có thể thấy thời điểm này có những cái nhà đầu tư người ta về, người ta làm cái sân bóng nhân tạo này cô chú anh chị này, để người ta đón đầu cái trung tâm của phường Tiến Hưng đấy cô chú anh chị. Từ vị trí này mà mình di chuyển đến Ủy ban Nhân dân phường Tiến Hưng sau này thì nó rất là gần, cũng như là trường học liên cấp là ngay đây rồi. Nếu nhà mình ở đây mình xây nhà, các cháu nhà mình chỉ cần đi bộ là tới trường rồi cô chú anh chị nhé. Hoặc là mình chỉ cần chờ các cháu đi ra trường học ở đây chỉ có 1 phút thôi là tới rồi, chưa tới 1 phút nữa cô chú anh chị ạ. Đấy, cho nên là những cái vị trí block C và block E mà nằm sát đường Trường Chinh cô chú anh chị nhé, là lúc nào cái mức độ thanh khoản của nó cũng cực kỳ tốt. Đó là lý do mà nó thanh khoản tốt đấy cô chú anh chị, tại vì nó sát khu dân cư hiện hữu, nó sát cái đường Trường Chinh, và đặc biệt nó sát với Ủy ban Nhân dân phường cũng như là trường học liên cấp của phường Tiến Hưng. Đấy, cho nên là giá của nó lúc nào thanh khoản nó cũng tốt và bán là có giá là như vậy cô chú anh chị nhé. Đấy, và lô đất này thì nằm ở hướng Bắc cô chú anh chị ạ, hướng Bắc và xây dựng tự do cô chú anh chị nhé. Và một cái điểm đặc biệt nữa cô chú anh chị ạ, là cái tiện ích giống như chợ dân sinh, thì từ vị trí này mình đi ra đầu đường là có chợ dân sinh rồi, và chợ dân sinh lại kế bên cái Bách Hóa Xanh luôn cô chú anh chị nhá. Cho nên là nó rất là tiện luôn, đặc biệt là những anh chị mà làm chuyên gia hay là công nhân bên khu công nghiệp đấy cô chú anh chị. Đấy, thì cái việc mà mình di chuyển đến nơi làm việc cũng như là việc mà sinh sống trong khu Cát Tường Phú Hưng, con cái nhà mình đi học nó rất là tiện. Và nếu cô chú anh chị nào ở ngoài Bắc thì Cát Tường Phú Hưng hiện tại đang là một trong cái dự án nếu mà đầu tư về Bình Phước cô chú anh chị nhé, là cô chú anh chị nên tham khảo để đưa vào danh mục ưu tiên. Tại vì cô chú có thể thấy cái khu công nghiệp Đồng Xoài 3 bây giờ người ta đang triển khai làm rất là mạnh quý cô chú anh chị. Thứ nhất là xây dựng nhà máy mới, thứ hai là tuyển công nhân rất là nhiều. Đấy, ở đâu mà người ta sa thải công nhân thì em không biết, nhưng mà ở Đồng Xoài 3 là người ta tuyển rất là mạnh cô chú anh chị nhé. Và đầu tư bất động sản mà ven khu công nghiệp cũng như là bất động sản mà ăn theo khu công nghiệp đấy cô chú anh chị, mà hạ tầng bài bản như vậy, pháp lý thì minh bạch như vậy, và mức giá đang rất hợp lý như vậy, thì cô chú anh chị có thể đầu tư xuống tiền
và kê cao gối và đợi cái bất động sản nhà mình nó sinh lợi của chú anh chị nhé. Dân cư thì tập trung ngày càng nhiều đấy, mà vị trí thì đẹp nữa thì cái mức độ thanh khoản cũng như là mức độ tăng giá bền vững của những bất động sản này là nó hoàn toàn có cơ sở của chú anh chị nhé. Đấy, cô chú có thể thấy khu vực block C này. Block C là một trong cái block mà xây nhà nhiều nhất trong Cát Tường Phương, tại vì chủ yếu bên block C ấy là dân địa phương người ta nắm, cô chú anh chị nhé. Đấy, người ta nắm khu vực block C và block E khá là nhiều. Đấy, và lô đất này thì chỉ có 1.020.000.000 thôi, thì mức giá này đang cực kỳ hợp lý. Thì cô chú anh chị nào đang xem video này của em Thọ mà muốn mua lô đất này để về mình xây nhà hoặc là mua đầu tư thì cứ gọi về cho em Thọ qua số điện thoại em để trên màn hình, thì em sẽ hỗ trợ cô chú anh chị đi xem đất cũng như là cung cấp cho cô chú anh chị đầy đủ giấy tờ thông tin pháp lý của lô đất cho cô chú anh chị tham khảo luôn. Thì em xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã xem video này của em. Chúc quý cô chú anh chị và gia đình sức khỏe và thịnh vượng, đầu tư tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo ạ.